Các bạn ơi, trên tay mình á, đây là cái chứng nhận đại lý, tức là công ty trách nhiệm hữu hạn Pinofinger là công ty mình này, là đại lý chính thức cho các sản phẩm của Yamaha, gồm có được piano điện nè, keyboard nè, là đàn organ á, guitar, synthesizer, rồi trống, rồi piano, là các cái thổi thổi được á. Đó, tụi mình là đại lý chính thức của Yamaha nha các bạn nhé, cả của cả Roland, Casio và các thương hiệu lớn nữa. Rồi hôm nay là mấy anh bên Yamaha có đem qua cho mình một túi đó, gồm có cái gì đây? À, trong đây là catalog, catalog á, catalog này là cái mới nhất của bên Yamaha nha. Chắc là mình sẽ dành ra một clip để mình sẽ nói về những cái sản phẩm, hay là mình review luôn cái quyển này cho các bạn xem để các bạn hình dung, các bạn nắm. Đây là những cái sản phẩm mới nhất của Yamaha ha. Số lượng của cái này có hạn thôi, người ta cho mình đâu chừng 20 cuốn, người ta mới in, người ta cho mình 20 cuốn này. Các bạn nào thích thì mình cũng tặng, nhưng mà mình cũng có 20 cuốn này nha các bạn. Rồi hôm nay á, Hoàng sẽ review cho các bạn một cây đàn, đó là cây CLP 575. Thi thoảng thì nó mới về được, cho nên là có là Hoàng review luôn cho các bạn. Đây CLP 575. Đó, cái dáng của nó phong độ. À, Hoàng rất thích cái chỗ này, nó cao cao lên này, dáng nó phong độ. Cây này là màu R nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ đem cái cây này ra ngoài kia để cho nó rõ ràng, để Hoàng quay nguyên cái body cho các bạn xem nha. Rồi các bạn nhìn tổng thể cái đàn, Hoàng đang có là màu R, có khi là Hoàng có màu B nha các bạn. Thì cái cây này á, nó không có giống cái CLP đời trước là nguyên cái bảng nhẫn nút rồi tùm lum ha. Rồi các nút đó họ chuyển sang cái cạnh bên hông này này. Đó, đây là cái bảng điều khiển của nó, cũng có nhiều nút rồi, đây có cái màn hình hiển thị luôn. Lát nữa Hoàng sẽ nói chi tiết sau, bây giờ mình có cái body trước. Rồi. Đẹp ha, Hoàng rất thích cái nào mà nó có cái chân đằng trước ở bên này nè. Rất thích luôn. Và cái cây càng cao cấp á, thì cái phần này nè, các bạn để ý, phần này nó càng cao. CLP 575 này chỉ dưới một cây, đó là CLP 585. À, đẹp không? Đẹp không? Nút power nó nằm ở bên này, to nhỏ nằm bên này, và cái tên của cái đàn là 575 ha. Mình gà ra bên đằng sau. Thì thường thường mà các bạn để ý là đàn đàn đã qua sử dụng rồi á. Thường thường các bạn để ý các đàn đã qua sử dụng rồi thì các cạnh của nó khi mà vận chuyển từ bên Nhật về Việt Nam á, nó cũng có khi nó bị chảy xước, nên các bạn thông cảm nha. Đàn đã qua sử dụng mà, đâu có phải là có thể là mới hết nguyên nguyên con 100% được đâu. Đó, đây là cái tay nắm nè, để mình khiêng á. Rồi mình ra đằng trước, mình chiếu từ dưới lên coi. Đây, đây là cái phần khu mình cắm các thiết bị như là phone nè. Đây là mình móc cái tai phone của mình vào đây. Thấy chưa? Rồi một số cái khe cắm ở đây nữa. Rồi cắm được USB nè, ốc in gì nữa nè. Đó, đây các bạn để ý, cái phần này chính là cái phần thùng loa. Nếu mà CLP 585 thì nguyên cái này là cái loa, còn 575 thì loa là cái phần trên này. Nhưng mà như vậy cũng là rất là lớn rồi. Đó. Rồi còn gì để nói nữa nè. Đàn thì có 3 bê đan nhé. Rồi bây giờ Hoàng giờ giới thiệu riêng cái phần bảng điều khiển của nó. Nè, mọi khi Hoàng đàn nhiều quá rồi nên là hôm nay chắc Hoàng để cho cái máy nó đàn ha. Mình muốn để cho cái máy đàn thì nó có cái nút demo. À, mình nhấn. Nhấn vô rồi bây giờ nó kêu mình nhấn nút play. Đây nút play. Thì bắt đầu. Đó, nó đang demo cái tiếng của cây CFX. Bạn nào đã theo dõi cái clip CLP 535, Hoàng đã nói rất là rõ là cái dòng này nó đã đưa cái tiếng CFX và tiếng Bossadofo vô. CFX là cây mắc tiền cỡ khoảng 4 tỷ 7 á, 4 tỷ 7 Việt Nam đồng. Họ đã đưa cái tiếng đó vào cây này. Thì nó chuyển qua cái đàn khác. Đây, ví dụ tiếng piano điện. Cây này có riff luôn nha các bạn. À, đặc biệt lắm nha. Cây này có riff luôn á. Có riff. Rồi.
tiếng gì đây? Tiếng ếch. Tiếng đi ếch huyền thoại là tiếng đế ếch, đi ếch. Tiếng gì nữa? Tiếng này chuyên để đánh nhạc phân kỳ. Rồi. Đấy. Ông để đánh nhà thờ đây. Rồi thôi mình thoát nó ra. Mình muốn nghe nhạc thì có cái nút son để mình nghe nhạc nha. Voi là mình chỉnh tiếng nè. Mình nhấn bộ voi thì nó sẽ ra quá trời luôn rồi. Đấy tiếng CFX Grand Piano là tiếng nổi tiếng của Yamaha này. Tiếng của cái công ty Đức mà họ mua là Bosanofer. Đó là họ đã gắn vô vào đây rồi. Rồi có một số tiếng khác. Rồi ha. Rồi bass nó trở ra. Tiếng piano điện là tiếng organ, là tiếng string, là tiếng bass nè. Và nhiều tiếng khác nó nằm trong other. Rồi mình sẽ ra nha. Tiếp theo để giới thiệu cho các bạn đây. Các bạn thấy chữ metronome không? Bạn nhấn một cái thì nó ra metronome. Các bạn điều chỉnh tốc độ cũng như là nhịp 4-4-3-4 gì đó trên này. Rồi, rồi Hoàng nhấn lại cái nữa là stop. Đúng rồi. Bây giờ Hoàng muốn lấy thành Hoàng muốn lấy cái rhythm của nó, rhythm này, Hoàng muốn lấy. Thì mình click vô cái phần tempo, cái phần này mình click thôi. Mình click lên để mình chọn nè. Rồi mình chọn qua bên này. Ở phần dưới, mình chạy xuống dưới đó là rhythm. Đã nó ra điệu rồi đó. Nó có nhiều điệu khác. Rồi mình chỉ cứ chỉnh tempo đi thì tờ khoảng có đâu bao nhiêu điệu. Nó có 20 điệu nha các bạn. Nha. Bây giờ Hoàng lấy cái rhythm của nó ra Hoàng đàn nha, có tiếng trống thôi. Nó giúp cho mình cái tiếng trống thôi. Cái điệu ra Hoàng đàn đó, cái này nó có nhiều điểm thú vị lắm đó, nếu mà ít ai biết là có cái điệu lắm đó nha, ít lắm á. Ok, anh cái cây 575 này là sản xuất năm 2015 nha các bạn. Nó cái năm của nó gồm có là năm 35, năm 45, năm 75 và năm 85. Thì năm 85 là cao hơn cái này một nấc, thì năm 75 và năm 85 cái kích thước của nó giống nhau. Năm 85 thì hay hơn một chút, lâu lâu nó mới về hàng một lần, các bạn tranh thủ với các bạn còn đó, thiệt luôn các bạn. Mời các bạn đến showroom của Hoàng nha, tranh thủ nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của Hoàng. Xin cảm ơn.